Thưa quý vị, tin từ London, lực sĩ thể hình đến từ Ai Cập, Mustafa Ismail, 24 tuổi, đang giữ kỷ lục người có bắp tay lớn nhất thế giới. Danh hiệu này được công bố trong sách kỷ lục Guinness Thế giới 2013 vừa ra mắt tại London, Anh Quốc. Để có được bắp tay khổng lồ với chu vi lên đến 31 inch tương đương với 78cm, Mustafa đã tích cực tập thể hình qua suốt 10 năm. Hiện tại, bắp tay anh có chu vi tương đương với vòng thắt lưng của một người đàn ông trưởng thành. Để tăng cường sức khỏe cho việc luyện tập, mỗi bữa Mustafa ăn hết khoảng 1.3 kg gà, 0.4 kg bít tết hoặc cá, 4 cốc hạnh nhân, 2 lít nước và 3 lít đạm. Nhiều người gọi vui Mustafa là thủy thủ Popeye, phiên bản đời thực. Anh cho biết rằng mọi người luôn liên tưởng đến Popeye khi thấy anh. Thật buồn cười nhưng anh không hề ăn rau chân vịt như nhân vật hoạt hình đó. Thậm chí, anh nghĩ bắp tay anh còn to hơn cả của Popeye. 5 năm trước, khi Mustafa không thể giành được một vị trí trong đội tuyển thể hình Ai Cập, anh đã quyết định chuyển gia đình đến California, Hoa Kỳ để có thể tập luyện với các loại máy móc tối tân hơn. Dần dần, niềm đam mê thể hình đã biến thành nỗi ám ảnh, khiến anh không ngừng tập luyện, dù nhiều người cho đó là việc kỳ hoặc. Hiện tại, anh thực hiện các bài tập ít nhất là 2 lần một ngày trong 2 tiếng. Anh đã có thể nâng mức tạ được 226 kg. Mustafa Ismail đã không thể ngồi yên trên đỉnh vinh quang Guinness của mình. Anh có kế hoạch phá vỡ kỷ lục của chính mình vào năm tới.